ơi, ra đây, ra đây. Anh em mình cưỡi ngựa không? Cưỡi được. Em sợ lắm, em cưỡi nào. Ôi, có cái gì mà sợ? Mấy khi lên Bắc Hà, cưỡi ngựa cho nó máu. Ê, em cứ vuốt ve nó như này nó ngoan mà. Đây, vuốt ve nó, sợ gì nó. Này, em lấy đi. Ôi giời, ôi giời. Ôi, à, mẹ ơi, cô kéo. Cô kéo đi được hả? Cô kéo đâu? Đi kéo. Không, cô kéo đi. Ra đi, lên đi. Nhìn anh cưỡi này, đây, nhìn anh cưỡi này, sợ gì? Sợ gì không? Sợ chưa? Sợ chưa anh ạ? Có gì là sợ? Bây giờ em đứng ở đấy nhá, để anh cưỡi thử. Mấy khi lên đây trải nghiệm. Bao nhiêu con cũng sợ.